chào mọi người, mình là Kim Dung từ Vita Perfume Nước Hoa Vita. Và video ngày hôm nay hãy cùng mình review con trà mà mình ưng nhất thời gian gần đây, Fantasma đến từ Les Liquid Imaginaries. Đây là một mùi hương trà rất đậm chất nick, kết hợp bởi xả hương, bạc hà, trà và gạo non. Thật ra thì mình unbox con Fantasma của Liquid Imaginaries này ở trên livestream, và sau khi vừa mới xịt ra từ cái lần ngửi đầu tiên thì phải thốt lên rằng ôi, con trà này hay quá, con trà này thật là thú vị. Đây là một mùi hương trà mà ngay từ cái lần ngửi đầu tiên mình đã thấy nó là một cái khía cạnh hoàn toàn khác biệt, rất là độc đáo mà những cái hương trà khác không có. Fantasma là mùi trà kết hợp với citrus. Trà và citrus là một cái kết hợp rất là cơ bản, và nếu mà làm không chắc tay, rất dễ gợi nên cái cảm giác nước rửa bát ha. Do vậy nên là Fantasma khi mà vừa mới xịt ra, thật may mắn, nó làm mình có cảm giác êm ả, dễ chịu và đậm nốt trà ngay từ khi vừa mới xịt ra. Citrus được Les Liquid Imaginary sử dụng cho Fantasma ở đây chính là quả yuzu. Quả yuzu, chanh nhật hay thanh yên là một trong những điểm nhấn cực kỳ khác biệt cho mùi hương mang tên Fantasma này. Yuzu không có thơm cái mùi citrus, nó không có khai thác cái khía cạnh citrus dày và hơi chua. Trái lại, mùi của quả yuzu thì nó đậm cái mùi tinh dầu của vỏ, khiến cho mùi hương này nó rất là tươi sáng. Tươi sáng nó vừa đủ, nó bổ trợ và làm nền cho nốt trà đen. Nốt trà đen bật lên một cách rất là rõ rệt. Không có quá nhiều chai nước hoa làm nốt mùi trà kết hợp với citrus mà chúng ta có thể ngửi thấy trà rõ giống như là Fantasma. Trộm vía, may mà chai nước hoa này nó không có đi theo cái hơi hướng, nó không có bị chua, nó không có bị ship giống như là những cái chai nước hoa khác làm nốt mùi trà kết hợp với citrus. Quả thanh yên yuzu sử dụng trong cái mùi hương nước hoa này làm cho chúng ta cảm giác được cái mùi tinh dầu rất là dễ chịu, rất là vừa phải, kết hợp và làm nền để cho hương trà nó bật lên rất là rõ rệt. Sau phần opening với tinh dầu của vỏ trái yuzu kết hợp với trà đen, chúng ta sẽ thấy có một chút mùi của gạo. Tất nhiên rồi, mùi gạo non trong nước hoa là một trong những nốt mùi hương mà mình rất là yêu thích. Nhưng rủi thay là không có nhiều chai nước hoa làm nốt mùi gạo mà có thể ngửi được rõ đâu. Trộn vía chai Fantasma này khiến cho mình ngửi được mùi gạo rất là rõ. Mùi gạo ở đây hơi có vị ngọt thanh rất là nhẹ, bột bột, thơm ngậy ngậy, hòa quyện trong cái mùi trà, làm cho mùi hương này không đơn giản mà trái lại ngửi lại rất là hấp dẫn và thú vị. Càng về cuối thì Fantasma này không chỉ có mùi trà, mùi trái yuzu và mùi gạo mà còn có hợp hương gỗ. Hợp hương gỗ ở phần base nền làm cho chúng ta thấy rằng là mùi hương nó cứng cáp, nó vững chãi hơn. Mùi gỗ nó không có lấn át nốt trà nha, ngược lại nó củng cố thêm làm cho mùi hương này nhẹ nhàng, bồng bềnh mà khiến cho mình cảm thấy rất là dễ chịu. Fantasma, trong cái quá trình trải nghiệm mùi hương của mình thì mình thấy chai nước hoa này có độ bám tỏa rơi vào khoảng tầm 5 đến 6 tiếng đồng hồ ở trên da. Tuy nhiên, Fantasma không phải là mùi hương theo hơi hướng mà bốc tỏa một cách mãnh liệt và xâm chiếm không gian xung quanh đâu. Cái mùi hương này khiến cho mình cảm thấy rằng nó rất là hiện đại nha mọi người. Mùi hương này sẽ rất là phù hợp dành cho những bạn trẻ hoặc là những bạn theo phong cách unisex, yêu thích những cái mùi hương trong lành, thư giãn và hiện đại. Fantasma sẽ dùng đẹp nhất để đi đâu? Fantasma sẽ dùng đẹp nhất trong những cuộc hẹn hò cà phê với bạn bè vào dịp cuối tuần. Mùi hương này sẽ hợp với một bộ outfit đơn giản, tinh tế và thanh lịch. Fantasma là cái kiểu mùi hương nó tỏa nhẹ nhẹ ra môi trường xung quanh và làm cho mình bị cuốn mũi. Mọi người khi mà trải nghiệm cái mùi hương Fantasma này á thì luôn có một cái câu hỏi là ôi, xịt cái mùi gì mà dễ chịu vậy? Xịt cái mùi gì mà nghe nó dễ thương vậy? Fantasma là một trong những chai nước hoa mà mình thấy là làm rất là tốt cái DNA của nhà Les Liquid Imaginaries, làm cho mình được trải nghiệm cái kiểu mùi rất là thanh lịch, rất là đặc biệt, nhưng mà không có ồn ả, phô trương và chiếm lấy không gian đâu. Mùi hương này thanh lịch, tĩnh tại và rất là dễ chịu. Nó rất là hiện đại chứ nó không có mang tính hướng nội, không có mang tính có chiều sâu như những chai làm nốt mùi trà khác. Khi mà tìm hiểu về Fantasma đến từ Liquid Imaginary thì Fantasma cùng với Melancholia là những cái sáng tạo lấy chủ điểm, lấy cảm hứng từ nền văn hóa châu Á. Do vậy nên là rất là được lòng những người hâm mộ mùi hương nước hoa nick đến từ Việt Nam.
Mùi hương này ngửi xanh xanh cây cỏ, thanh trong và rất là thơm mát. Nốt hương bạc hà nó giống như là một nốt hương hidden note. Mình không có thể nhận diện được cái mùi bạc hà rõ ràng trong cái chai Fantasma này. Sau khi mà mình trải nghiệm mùi hương Fantasma này thì mình thấy rằng là nếu mà bạn xịt cái mùi hương này làm việc ở trong văn phòng thôi thì mùi hương này nó sẽ có cái độ bám và tỏa tốt hơn, do cái phần base nền của nó là gỗ và xạ làm rất là chắc tay. Tuy nhiên Fantasma mà khi mà mình đi ở ngoài đường ha, mình di chuyển nhiều ở ngoài đường thì mùi hương nó có vẻ là bám và tỏa yếu hơn một chút. Do vậy nên là mình trải nghiệm cái mùi hương Fantasma, mình thấy độ bám tỏa của nó rơi vào khoảng tầm 5-6 tiếng đồng hồ. Nhưng mà mùi hương này thật sự là một cái mùi hương đem cho mình một cái cảm giác sảng khoái lạ thường và nó rất là hiện đại. Nếu mà các bạn đang tìm kiếm một cái mùi trà với gạo ngửi đặc biệt nha, nhưng mà vẫn khiến cho mình toát ra một cái vai yên tĩnh, toát ra một cái vai sâu lắng và tinh tế, thì Fantasma đúng là một cái sự lựa chọn hoàn hảo. Về điểm trừ của Fantasma thì có thể nói rằng điểm trừ của chai nước hoa này là gì ta? Vẫn chưa nghĩ ra, thì mình tạm thời mình chê cái điểm trừ của nó là ước gì nó bám được 12 tiếng đi. Còn một cái mùi hương thanh nhẹ như vậy thì mình thấy rằng với cái độ bám tỏa này thì mình ưng nha, mình tương đối là đồng ý nha. Những cái thứ đẹp đẽ thơm tho thì thường nó không có long lasting. Điều này là những người chơi nước hoa mùi trà, những người sưu tập mùi trà đều chấp nhận hết. Do vậy nên là nếu mà có điều kiện thì bạn có thể thử mùi hương mang tên Fantasma ảo ảnh đến từ Les Liquid Imaginaries. Mọi người ơi, nếu mà mọi người có trải nghiệm cái mùi hương mang tên Fantasma này rồi thì mọi người có thể để lại bình luận cho mình không, để mình xem rằng là ở trên da mình thì nó bám tầm đó, còn các bạn sử dụng thì các bạn sẽ cảm nhận như thế nào về cái mùi trà này. Bản thân mình á, là mình sống ở Sài Gòn, ở đây thì thời tiết nó khá là nóng bức và khó chịu nữa. Những cái mùi hương nồng đậm bám tỏa tốt thì cũng thích á, nhưng mà nó rất là khó sử dụng nha. Các bạn mà ở khu vực phía Bắc á, tiết trời nó mát mẻ, nó dễ chịu hơn vào mùa đông á, thì mình thấy rằng là ưu ái để sử dụng những cái nốt hương nồng đậm hơn. Còn như ở Sài Gòn, với cá nhân mình á, là người thường xuyên đi ra ngoài đường, đi cà phê, đi quay clip, đi gặp gỡ bạn bè, thì Fantasma đúng là một cái lựa chọn rất là hoàn hảo. Và hầu như là có thể sử dụng mùi hương này đi đến bất kỳ nơi đâu. Fantasma đến từ Liquid Imaginaries. Cảm ơn mọi người đã xem video review Fantasma đến từ Les Liquid Imaginaries của mình. Mình là Kim Dung từ Vita Perfume Nước Hoa Vita. Hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong những video review nước hoa mùi trà sau nhé.